ghê lắm Ngon hả? quá thầy, ngon lắm mà thầy. Nè cấp lại, bây giờ con đưa con tám đi nè, gần bỏ cái đó vô mắt này, mắt nó khô nữa, tại vì cái lỗ đó là nó để nó thông hơi, thông cái nước mắt đi xuống nên nó mũi thầy, mà bây giờ nó tròn nghẹt lại, nó bịt lại nên nước mắt thầy đúng nào trên này không, nên không bao giờ bị khô nữa. Hay lắm thầy, khó lắm mà Không, làm. nó chưa đến nỗi nào đi giờ. Hôm nay khô quá, tụi nó tụi con Lan này, Không, con sợ Lan nha, lắm, con Lan là dính hết cứ con đi Lan. hoài là sợ đi bác sĩ đúng không? Thôi vậy được rồi, không chưa đến lỗi nào, đây đến cái tuổi đó mà mờ thôi. Nói chứ cũng tội, thương Phật tử họ thương mình. Mình nghĩ đó, mình họ thì họ nói là con, tụi con cảm ơn thầy là nghe pháp thầy mấy năm nay an lạc, nhưng mà mình thì cảm ơn họ. Nói tới mình nhiều khi á, cái tâm chúng sinh đó, nay vui mai buồn, ví dụ họ nghe cái lời nào mà nó thích hợp họ vui, biết đâu mai mốt cái thời nó hết là cái nghiệp nó tới, cái mình nói lời nào đó cái họ nghe họ không trúng cái bản ngã, chứ đâu phải ai là thánh đâu. Thành ra vì lẽ đó mà tôi nói thôi giờ chỉ mong nó Phật tử vậy, ai có duyên thì mình mừng. Nó chưa biết bao nhiêu người đến là cũng biết bao nhiêu người đi, chứ đâu mình đâu có giữ cho ngay được. Có nhiều Phật tử hồi xưa gặp mình cũng khen đáo để, ví dụ vậy, rồi ví dụ đụng tới bản ngã họ họ cũng ra đi. Tới chừng nào cái tâm là thánh á thì nó như như cũng có mấy Phật tử họ tội nghiệp, họ họ không từng cúng dường mình cái gì hết, mà họ cũng không từng ca ngợi mình cái gì hết, mà họ cũng không từng chê bai mình hết, mà vậy mà nó tồn tại tới ngày nay nha. Đó là đang bị trời dặn hoài, các Phật tử thương thầy á, thương mà nếu mà tôi mà ngang tuổi với tôi thì tôi mới kêu từ ngang tuổi trở xuống á, này mới xưng cái tiếng thầy. Có khi nhỏ tuổi hơn kêu tiếng con cho nó có tình nghĩa, còn người lớn hơn không bao giờ xưng tiếng thầy á. Cho nên tôi nói các Phật tử thương thầy tài thì phải hiểu. Thứ nhất là làm sao gia đình hạnh phúc. Kiểu như hôm qua có Phật tử họ một hai họ ê, họ phụ vô vấn đề từ thiện rồi, họ phải muốn phải cúng dường đằng này nha. Đằng này mới nói trời, bây giờ Phật tử ở Việt Nam mà ở Bình Dương nữa nha, chứ không phải ở Sài Gòn mình không nói, nhưng mà cái chuyện làm ăn mình không biết, nhưng mình cứ xưa nay cứ nghĩ rằng ở Việt Nam thì cái kinh tế nó đâu có như Mỹ, nhưng mà nói con có điều kiện không muốn cúng dường thầy, cảm ơn thầy. Tôi nói giờ phải nhận thôi, nhận. Mà sáng nay tôi nói thôi bây giờ á, có nhiều Phật tử muốn cúng dường thôi giờ, tôi nói thật lòng của tôi, bây giờ thay vì cúng dường tôi thì bây giờ lấy cái phần đó đó cúng dường cho cha mẹ. Nhưng ở Việt Nam á, bởi vì ví dụ như bây giờ quý vị muốn cúng dường mà nếu cúng mà tiền đô thì phải đi đổi cái tiền đô rồi, ông thấy không? Tôi nghiệp thật ra hôm nay Phật tử cúng dường lần này á thì ông quản pháp ông đi mua đồ nó không có hết, nó còn dư. Mà điều có ông làm rất là rõ ràng, thấy nhắn tin qua thưa kiền bố không à, bố à, cái tiền từ thiện thì con báo bố là con không đụng tới cầu tiền, mà thì đó giờ quen là tại hồi đó nó chưa tu chưa ngoài đời cũng kêu bố rồi, đặng con nuôi đó, thành nó kêu bố rất quen rồi. Còn tiền của bố của riêng bố thì nó còn nhiêu nhiêu bao nhiêu đô bao nhiêu tiền Việt gì đó rất là rõ ràng. Thì dĩ nhiên không phải khen, nhưng mà nó nói trường đồ tri mã lực sử cửu kiến nhân tâm, đường dài biết sức ngựa, nhưng mà cũng mong nó được như vậy thì mình Phật tử họ cũng vui và mình cũng an ủi. Ví dụ như nếu mà lại có chuyện gì xảy ra về tài chánh tiền bạc thì Phật tử họ bắt máy nó thầy độ Phật tử độ đệ tử nó như vậy đó, nó ví dụ như nó làm cho thầy phiền họ cũng phiền theo, đúng không? Còn đằng này vậy mấy cô cũng vui, à, là nghiệp mấy cô ngoài Huế cổ chấm công này lắm, thì mấy Phật tử cũng chấm ổng, cũng mong cho được như vậy. Thì bây giờ rồi nói hả, nếu thích thì cứ đi tu, còn không thích cứ việc hoàn tục, tôi không có phiền hà bị ổng là con một á, này nói đó, cứ việc hoàn tục lo cha mẹ rồi hành Bồ Tát đó, nó có nghề. Mình nói về con lẫn ước, con muốn con đường xuất gia mà sao gặp cái gì đâu, không tôi nói tại ngay từ đầu bố đã nói rồi,
cái chuyện xuất gia tu hành không phải chuyện dễ, mà càng hiểu biết rồi là đi vô chùa rất là khó. Bởi vì cứ nghĩ rằng khi hiểu biết giáo pháp thì nghĩ trong chùa là nó vàng son rực rỡ, chứ đâu nghĩ là đi vô mới thấy đủ thứ chuyện. Nó thành ra nó thôi do mình lần này phiên nó về chấp nhận. Nhưng mà để coi giấy tờ mà nếu xong á thì lãnh cho ông đi qua đi về thôi, chứ đằng này không thì tính vậy. Thì sau này lãnh ông Quảng Khai với ông, thì Quảng Khai thì có thể ở luôn Quảng Khai vậy đó, Quảng Khai Cần Thơ. Ông thì đi về vậy đi, đừng còn lo cha mẹ còn trẻ, cha mẹ nó thì lớn hơn đằng này 1-2 tuổi à, con một nữa rồi vậy đó. Là muốn tu thì cứ tu, không tu thì cứ ra đời. Giờ nó kinh doanh, giờ nó vợ thiệt bố, giờ con thay vì cái số tiền ngày xưa đó, rồi giờ lấy lại đi mua mấy nhà giống như thi qua đây chắc hợp với ông đó, cũng mua mấy cái nhà cũ sửa lại. Ví dụ mua nhà khoảng 2 tỷ ở Sài Gòn mà sửa bán 2.4-2.5 tỷ vậy đó, thì thôi cũng mừng, cũng được. Thì biết làm ăn, tới mùa trung thu thì làm bánh trung thu, bánh này kia, các loại bánh. Thà vậy chứ giờ thì tiền nào ra tiền đó rõ ràng. Thì vì cái tiền hội á, tiền từ thiện á, thì khi mà ai cho vô tài khoản thì nó hiện hết số lên số của quà nào luôn, cho nên không có giống như là để có cái niềm tin vậy đó, rõ ràng. Thì bên này ai cúng cũng vậy, thì sáng tôi cũng thông báo, nhưng mà chưa viết ra cái bản thông báo, chỉ thông báo sau cái buổi giảng á. Rồi bây giờ cái chuyện từ thiện á, thì giờ cái việc ghi tên tôi cũng được, hay là ghi tên Như Hòa Buddhist Manai cũng được, Như Hòa âm, dạ. Thì để mà bởi vì cái đó là nó có cái hội đàng hoàng, cho nên nó không có bị nghi ngờ. Thì đó, thì bắt đầu vậy, thì như vậy là năm nay là biếu 500 phần, tính là cũng mấy trăm triệu. Rồi ngày hôm qua thì giải quyết xong cái chú ở Cà Mau luôn rồi, cho nó xong là mình không dính líu nữa. Bây giờ thì hôm qua thì chú Trương nó báo thì thấy một năm, mình hứa thầy sư phụ cho một năm mà thấy không khả quan, là tại vì ổng thương ông già, mà ông già thì bệnh cũng thập tử nhất sinh rồi, cứ ông già cấp cứu hoài, chắc để tiền lo cho ông già. Thì hôm qua quyết định chung là cố của nó cũng phải, thì tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà để cho ý kiến thì bây giờ mình hứa mình giúp cho người ta một năm, cứ cho một năm. Mà nếu như người ta có hiếu cha mẹ, người ta lo cha mẹ người ta thì cũng không sao hết. Chừng nào mà họ ăn chơi thì cái thằng chú nó nằm một chỗ. Nhưng mà trong khi thời gian hồi lúc mà mình lên tiếng như vậy á, thì có một nhà ông Tâm mà xuống họ sửa nhà cửa đàng hoàng, thì thôi mình cũng mừng. Cái chỗ ông nằm nó không còn dơ dái như hồi xưa nói xin lỗi nó giống như cái chuồng heo vậy đó. Nó là thành thật là sao, bởi vì nằm một chỗ rồi nhiều khi tiêu tiểu rồi nó phải có cái miếng đan rồi xách nước xịt nước đó. Bây giờ ta sửa đàng hoàng thì thôi mình cũng mừng. Thì bây giờ ngày hôm qua giải quyết xong cho nó rồi, thì nếu như mình không nói trước, nhưng mà nếu như mà từ thiện mình nó có dư chút đỉnh, nếu có dư á thì tiếp tục ủng hộ nữa, không thì thôi không có. Cứ vậy mình hứa năm mà đúng năm, thì bây giờ chưa hết nhưng mà bây giờ đưa luôn cho rồi. Thành ra qua của Úc chuyển hết cái tiền đó rồi, thì bây giờ chờ bữa nào gom lại rồi chuyển về cho trả lại Úc. Bởi vì thay vì chú đó nó ứng ra rồi, Úc nói thôi tụi con nhỏ thì để Úc chuyển cho mấy đứa đặng có tiền xây trả. Thì coi như mình cũng xong một cái gì mà xong cái tự là trong lòng nó nhẹ. Như vậy là một tháng 3 triệu, như vậy là một năm nay là 36 triệu. 36 triệu chưa có tính cái lúc mà mình phát sinh thêm, nhưng mà ý nó là thứ một năm là đúng 36 triệu đủ rồi đó. Coi vậy mà nó trôi qua lẹ thật chứ. Thời gian nó trôi qua lẹ. Thời gian mà đi nó bữa rồi sáng. Thôi kệ đến hồi chân con chưa, không sao. Hâm cái này nó bún được cách đời này luộc, ông thấy có đời này luộc bún không, nó đâu có tèn lèn đâu. Nhưng mà phải ngâm lưu quá, ăn gì nữa nó bợi rồi. Hồi hâm lại còn không, có nó sẵn chờ hai con kìa. Có ăn không? Con cái xà tôi nó không có cái gì nó không ăn hết trơn á. Chỉ có ớt là nó cay nè, nó không ăn thôi. Mà bún quế cay của ông ấy như vậy đó, của tôi vậy mà cho còn clip không còn một miếng nước. Tội nghiệp quá. Người ăn dữ lắm. Để
thấy thì cũng tội nghiệp, nó mùa đông nó lạnh lẽo, mà chắc ngày mai nó sẽ dặn cho cái gì cái khoen á, cho nó chắc ăn, khi nào lạnh quá chắc cho nó vô đây cũng tội, tao không nuôi nó là thôi. Chứ giờ mặc áo nó cởi ra nó không, nó giống như con chó này nó không phải như con y sạch cc. Thôi kệ nó, dầu tương lai nó cũng là con người, nó có phước nó mà ở với mình, không nuôi thôi. Ngày hôm qua đó thấy mắt rồi mừng thấy mồ, nó thôi mày có duyên ai mà theo người đó đi, tao khỏe rồi kỹ vậy. Bởi người ta cũng đâu có ăn thịt như bên Việt Nam đâu, mình sợ. Ai ngờ đâu mấy tiếng đồng hồ sau lũi bị lỡ đi rồi, thành ra đi về không dám vô. Đi kiếm quá trời mà tôi giận không nghĩ. Trời mưa mà đi kiếm mà kêu không nhúc nhích nha, chui vô cái kho đó đó, chui vô dưới con mèo ở trọng đó, rồi bây giờ sợ, sợ không dám chui ra, rồi cuối cùng mới từ mới chui ra. Nhưng mà nó biết sợ lại đó. Sợ, biết sợ, bây giờ cầm cây là chạy quăng đuôi hết trơn rồi. Rồi bây giờ 60 cái ngôi tự ngôi cúng 60 nơi đó, thì thôi bây giờ vậy thì cũng được. Thì bây giờ tôi nói bây giờ những cái nơi mà Cao Đài, Hòa Hảo hay là chùa Hốt Thuốc Nam cũng cúng luôn, không có phân biệt nếu mà ta cần. Nhưng mà thí dụ như bây giờ những cái nơi mà mấy cái chỗ vậy đó, thì người ta thí dụ Thuốc Nam á, thì tôi ngồi tôi nghĩ hoài hay lắm á. Mình giúp hai việc một lượt. Cái người mà đi chặt thuốc, họ nghèo, họ đi chặt thuốc họ cũng có tiền, mà họ chặt thuốc họ đem vào bán, thì mình đem thuốc mình vô, đưa vô cái chỗ mà hốt thuốc từ thiện á, nó 2-3 lần phước. Không phải mình cầu phước, nhưng mà ý nó là 2-3 lần cái niềm vui. Vui niềm vui là phước á, chứ không phải là nói mình cần cái phước cái mình. Đã mình ta nghèo mình mua bố thí cúng dường, mà mình lấy đâu mà mình cần phước cái gì. Ý là nói cái chữ phước của nhà Phật định nghĩa rất rõ ràng á, là chữ phước là tăng ít, mà chữ tội là tổn giảm thôi. Hay cái gì mà làm tăng ít cho mình, cho người nó an vui là phước. Hay ra tôi suy nghĩ và lấy cái tiền đó, hay gì mình cúng vô chùa, những cái chùa mà hút thuốc á, thì bây giờ mình đi mướn mấy người nghèo chặt thuốc. Thì họ nghèo họ chặt thì có khi họ nhờ vậy mà họ còn vui, họ làm phước nữa, phải không? Ví dụ thay vì mình mua 1 ký thuốc, 1 ký cho 10.000 đồng đi, thì họ chặt thì biểu họ giác chút, giống như gần cho họ hù phước chút, ví dụ vậy đó. Thà cái nào mình cho ra mình cho, cái nào mình mua xong rồi mới giác vô chùa, cho giác vô các cái chùa hút thuốc nam từ thiện đó, thì lại tiếp tục người ta có thuốc, ta hút thuốc nữa, hút thuốc cho người nữa. Thầy biết ai mà nhờ mấy người đó? Có chứ, tại ông thầy Khai rồi mấy đứa nào chỗ nào mà ở miền Tây thường hay có cái phòng thuốc từ thiện lắm. Sợ nhiều lắm, sợ không đủ mà hạ cung không đủ cầu. Chứ cái chuyện mà làm phước mà đừng có ham cái danh, nó nhiều việc làm lắm. Nhưng mà điều cái mình, những cái nơi này là những cái nơi nhỏ, còn ở nơi bự thì mình đâu có điều kiện mình cúng, nơi nhỏ mà mình làm mấy cái lặt vặt vậy đó, yêu cầu có người tài trợ mà mình làm mấy lặt vặt vậy mà nó lại ít lắm á. Chứ nhiều khi á cúng những chuyện cho lớn nhưng mà nó đâu có lợi ích đâu, thấy không? Lặt vặt vậy đó, tôi thích làm cái mà bởi hôm qua đó, hôm qua thằng Tâm nó đi nhận tiền của cô Phật tử đó rồi, nó chuyển qua, tôi nói thôi con, để tới tụi con đem qua cầm qua, chứ giờ tiền từ thiện đưa cho thầy rủi thầy kẹt, cái thầy mượn cái bắt công thầy chạy thầy bù mệt nữa. Cái tiền mà cúng mấy chục ngôi chùa với từ thiện đó thì cậu muốn không muốn nói tên, tại vì giống như Tâm nói, con thấy hoàn cảnh cũng tội thầy, tại nghiệp chỉ là tụi con một người phụ nữ rất đẹp lớn cỡ cao lớn thằng Tâm, chứ đâu phải nhỏ nhen gì. Qua nay nhưng mà gặp chồng thì người Hoa, người Tàu, rồi gặp người chị, rồi nó nói tới rồi gửi cho ông bí đao, nói đem qua biếu cho thầy, biếu cho bác Đan tới bí đao con, với cho chú Ba tới bí đao rồi nữa, rồi gửi nhiều bí đao lắm. Bí đao phải đâu bự, cái trái bị chản hổ lại. Tôi nói tao chứ giờ mình Tâm đi xe hơi qua, hai vợ chồng đi qua 24 mà. Hai vợ chồng đi qua. Bà ở gì đi vậy này? Đi. Nó nói thôi em phải qua thăm thầy đi. Thôi cũng được, kỳ này có cặp hết mình cũng vui.
nó nói cho vợ nó chịu. Hai vợ chồng nó cho lên lầu, hai vợ chồng Trung ở dưới này, hai vợ chồng kêu anh trong này là mày ở phòng cũ đừng giảng dạy trong này. Nhưng mà bây giờ trên lầu chắc nó có hai vợ thôi, hai vợ chồng nó đâu có lớn, cũng vừa chứ đâu lớn con mấy đâu. Cái đó. Ôi, trải chiếc chiếu ra, có gối nằm thôi niệm. Trời ơi, thầy lại muốn chết cháu chứ. Mình chết tập, tập cho đi đi đến. Vậy chứ này, bắt con trai nữa nghe. Thầy mỏi bắt con trai thầy nè. 24, 24 tất cả 26 có mặt hết rồi, rủ đi DC đi không biết sao nè. Mà nếu có bánh thì thời gian đâu đi DC, tại muốn có bánh chơi để coi sao. Hả, đi DC thì phải gói ngày nào và sắp xếp ngày. Làm sao thì giờ đâu nữa. Tại được có bánh là mấy ngày á? Không, ngày, hai ngày, hai, một ngày hả? Sao thì còn nấu còn nướng đấy chứ. Nấu đêm, nấu ban đêm. Nấu 8 tiếng hả? Trời, nó khô, còn ép nó chứ, thầy nói này đâu. Không có được cái ép. Con nghĩ là trên gần 2 ngày ấy. Không. Bữa nay gói thì tối sáng mai đi có đồ có bánh đem theo xe luôn. Kể mà vui không? Vậy tôi vui lắm. Rồi đệ tử mà nó tập trung vậy cái mình thấy nó vui, nó hạnh phúc lắm. Chứ đâu phải mà về mong nghe về cúng kiến gì đâu. Giống như cha mẹ mong con cái vậy vui rồi tới tháng tới tới qua Tết âm lịch thì mấy vị lớn, mấy cặp lớn về. Diệu đức, diệu nghiêu, đường tài rồi. Năm nay chứ ba khóa hạ như vậy được rồi. Rồi còn mấy chú ở San Jose, rồi ở Florida, rồi rồi còn không biết gia đình mà ở bên Úc biết chừng nào qua nữa. Rồi đang nói với mấy đứa nhỏ bên Anh á, hôm qua nó tội nghiệp nó gửi tiền nó cho. Mà tôi có nó đòi tòa hủ chứ cái su xì đó tháng nào cũng vậy hết trơn á, cũng tội nó. Rồi nói thôi coi cô sắp xếp rồi hả mà hết dịch bệnh rồi thông thương được về qua bên Mỹ chiến nặng đem hai đứa em nó ở đang ở ở tiểu bang Indiana vậy đó Indiana. Thì sao mà sắp xếp được thì cho hai đứa nó qua đây đi học thì tôi cũng coi nó như em chứ không gì và có chỗ ở riêng mà không biết là nó học đại học với cái học của ở bên này được không chứ bây giờ ở bển không có người thân nữa rồi ở với cái ông người ông với ông người Mỹ. Thì bằng này mới tính thì bằng này mới nói tụi nó nói không nói rồi nó thay vì bây giờ cô cúng dường cho thầy vậy đó cho huynh sư huynh đồ vậy đó thì thay vì bây giờ mua để dành gom lại mấy em mua căn nhà để đây đi rồi tụi nó học xong nó ra nghề ngỏng nó cũng có nhà chứ còn thật sự ra thì không phải là tôi chơi tiền nhưng mà giờ tôi cũng không đánh đổi nào mà bây giờ á thí dụ một năm cúng một lần cái chuyện gì đó thí dụ như giờ tiền nhà thí dụ như 12 người người cúng tháng năm cúng lần thôi chứ vậy hoài thấy cũng tội nghiệp tháng nào nó cũng chuyển qua mà được ngay cũng nhờ vợ chồng cái chú bên Tây Đức rồi nhờ nó chứ nói chứ cũng cũng đâu có ai cúng mấy thí dụ như nó nghe nó khiến không thấy không hậu pháp sư thiên sắp xếp hết trơn à chứ không nghĩ nếu không có mấy đứa này làm sao mà làm được vậy dầu là mượn cái credit ông mượn này kia làm nhưng mà thật sự nếu mà không có cái nền sao làm cái móng sao làm cái nền thầy vừa dặn 12 duyên khởi tất cả đều do duyên hết thầy thầy đi ra được cái giải nghĩ là cũng tội tụi nó hai vợ chồng ở bên Tây Đức cũng vậy rồi bây giờ thì cái đứa con gái vậy xin xin quy y mà ngày hôm nay cũng chưa có làm lễ quy y nữa. Thầy hỏi suy nghĩ cho kỹ nha. Ở xa xôi lắm chứ thầy cũng phải coi phải quán chiếu coi thầy có phải là thầy sư phụ mấy vị hay không chứ không phải mà mới gặp mà nói dạ không này con theo dõi thầy lâu lắm rồi gia đình con nghe pháp thầy rất là an lạc thấy nó có kết quả giờ như mấy phát nguyện vậy chứ tôi nói giờ mà nhận Phật tử giờ cũng ngán nữa Phật tử giờ toàn là Phật chết chứ đâu Phật con đâu. Nó vui thì sư phụ buồn chửi ví dụ vậy đó thấy người thấy cái gương người khác mà mình sợ không biết không vậy chứ tôi cũng có bị chửi rồi chứ dễ à đời nay cái tâm nó chúng sanh vậy nó nghe đừng có ham nên ai ham có đồ tôn đệ tử giờ đằng này sợ à
không 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 bao giờ rủ người nào đi tu, mà gặp hỏi có pháp danh chưa thì hỏi pháp danh gì, nó dạy con chưa quy, cũng không kêu à thôi để tu quy y, không có. Đằng này giờ không có như vậy. Hồi nhỏ ham lắm nha, mình làm thầy vừa làm thầy là cái ham lắm, hỏi ai pháp danh gì nó dạy con chưa quy, quy thầy đi thì kia đạo phái lắm. Giờ sợ thấy bà nội luôn, sợ mà sợ chạy dài 8 công vì đứng. Thứ nhất là mình không đủ phước làm thầy người ta, mình chưa chắc gì mình đủ cái đạo hạnh mà để mình ta tôn trọng mình từ 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 thượng vàng hạ cám, phải không? Thứ hai á, là mình nhận người ta mà mình có bảo đảm được người ta giả hóa người ta nghe mình hay không. Tại Phật tử bây giờ nó đi nó quy y cho có chứ đâu phải học đạo đâu. Quy y rồi cái gặp thầy nào cái xin quy lợi, mà mấy thầy cũng chơi cái tình trạng đó nữa, cái vụ quy lợi đó là sai pháp á. Chứ quy y quay về là quay một lần chứ đâu có vụ quay hai ba lần. Quay đi rồi có lộn nữa sao? Không có. Nói vậy là đâu phải Phật tử chân chánh. Đã ông nhớ rằng đời nó khác, đạo nó khác đời, ông có thể quay lỡ tới quay lui, đạo quay một lần à. Thế sao mấy thầy trong Phật cho 4 lần hay 7 lần cho? Cái đó là cái chuyện xuất gia, cái chuyện khác, nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất cái... Không, cái đó là xuất gia, cái đó cái giới thinh văn, cái giới tướng. Còn quy y là tại vì đã quy y là quay về với ba ngôi tam bảo thường trụ, Phật pháp tăng thường trụ thế gian, đâu có dụ mà dù anh có làm ác đi chăng nữa, nhưng mà anh cái ngày anh hướng tâm quy y là cũng có cái phước báo rồi. Còn cái chuyện mà cái xuất gia nó cái ông nhớ giới, nó có hai thứ giới, giới tâm và giới tướng. Cái chuyện xuất gia là cái hình tướng, nó không có nhầm nhò. Tôi nói cái chuyện mà cạo đầu mặc áo làm tỳ kheo, nó không có nhầm nhò về cái sự giải thoát giác ngộ hết trơn á. Nó chỉ là phương tiện để bây giờ thí dụ như nào, đặc biệt nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu, là này các tỳ kheo sáng sớm cái rờ cái đầu mình thì rờ vậy, cái biết hôm nay mà đầu mình nó chưa có ra tóc quá hai lóng tai nha. Phật cấm à, cái người trong luật biết là người ở A Lan Nhã đó thì tóc không được quá hai lóng tai, còn người ở Tụ Lạc á, ở chốn Tụ Lạc thì nửa tháng cạo một lần, có nghĩa là trăng tròn cạo và tối trăng cạo là nửa tháng cạo một lần. Còn ở A Lan Nhã là nơi vắng á, thì tại không có người, nó không có phương tiện thì không được quá hai lóng tai. Thì sáng giờ cái đầu mình biết mình còn tu, mình còn mang cái hình tướng này, mặc cái áo này, chứ thật ra tụi tôi mặc cái áo đâu phải áo Phật đâu. Phật hồi xưa lấy giải luồn mặc thôi, bây giờ mặc áo còn mai kiểu, mai phải cho ngay là tôi mà áo mà mai sách nó xếp lui không mặc à. Hãy ngay ngắn nhìn tên áo rách khéo giá hơn lành vụn mai á. Mình còn chấp vậy sao Phật được. Nhưng mà năm nay là không mai đồ thiệt. Năm nay thấy tôi không nhắc tới mai đồ nghe. Không nhắc. Nay không có tốn mai đồ. Để năm rồi mai mấy cái màn đồ thôi, chứ mai không mai. Năm tới cũng không mai. Ngốc nó nói bố, con đi học mấy cách mai, con muốn mai một cái bờ y cho bố để con cúng dường món đồ. Y đủ tới hết đời, chỉ sợ nó mập mặt không vừa thôi. Chứ còn giờ tới suốt đời, khỏi ông coi á, có khi nào lạnh lắm mới đắp y, chứ đâu phải lúc nào cũng xề xà đắp y đâu. Khi nào đi với đại chúng rồi mới đắp y, chứ có mình chi nó lộn thộn. Nhưng mà thưa thầy, lúc mà Phật còn tại thế, Phật có chế ra cái vụ cắt cạo đầu không thầy? Cái đó Phật chế ra hay sao? Cái này hỏi tôi trả lời không biết cái nào đúng nào sai, nhưng mà hồi trong luật thì kinh luật có ghi là khi mà các vị tỳ kheo, các vị tới với Phật, Phật nó thiện lai tỳ kheo là tự động, có người thì tự động râu tóc có rụng, có người thì cạo sẵn tới Phật, có người thì tới đó rồi sau khi Phật làm chấp nhận xong thì có ông thợ cạo đó. Cạo thì đó, còn cái chuyện mà nói mà cái chính xác không thì tôi nói thật, tôi bị gì mình đâu có nhớ mà thời đó mình là con gì trong cái hội chúng đó đâu. Biết đâu thời đó mình lặn trụng dế nhờ bò đi ngang dò với ông tỳ kheo thánh tăng, hay là bò ngang chỗ Phật ngồi, cho nên đời này mới có phước à. Dầu mấy ngàn năm nhưng mà còn nghe âm vang của Phật đó cũng là cái phước báo á. Chứ còn hơn là có người sanh ra mà ông nghĩ người ta không nghe được danh hiệu Phật sao?
Tuy nói chứ bây giờ vậy là mình cũng phải có cái duyên gì với Đức Phật khi còn tại thế, cho nên bây giờ mình mới thờ Phật. Chứ thật nhiều khi tôi ngồi tôi quán chứ tôi không biết tôi với Ngài á, nói với Phật, Đức Phật Thích Ca, không biết con với Ngài gặp nhau hồi đời nào, mà hả nói xưng danh hiệu Ngài, niệm danh hiệu Ngài, lễ Ngài thì làm con nó thấy nó hơi mát mát. Hơi mát thôi chứ mình chứ không có nói khẳng, đừng nói mát thiệt là không, hơi mát nghĩa là mình thấy là mình dịu. Thì như vậy mình có duyên với Ngài, chứ còn Ngài là người Ấn, mình người Việt, dầu là máu đỏ, nước mắt mặn, nhưng mà thật ra cũng một trời một vực, chứ đâu phải mà gần gũi gì giống như là Campuchia với Việt ở đâu. Thì nói nhưng mà mình chắc là đời kiếp quá khứ xa xưa đó, chắc là tôi nghĩ là cỡ ngang ngang như tôi, chắc lúc đó tôi cũng là bù kẹp ha, con rít dị bò ngang cái chỗ Phật ngồi, tánh nóng nảy, nên nhờ chắc nhờ Đức Phật thấy dòm liếc một cái mà ngày nay nói chứ nói tới danh hiệu Phật là lòng mình nó cũng thấy mát mẻ nha. Thế thưa thầy, còn cái tụng tắc trên đầu Phật là cái gì hả thầy? Cái đó gọi là vô kiến đảnh tướng, đó là cái tướng mà gọi là nó biểu trưng cái trí tuệ. Còn cái danh từ đó gọi là nhục kế. Nhục kế là cái ý nó cái não á, cái não của một nó con người mà phi thường á, nó nổi cao vậy đó. Chứ không phải tắc lại tắc chứ. Tắc cái búi, nó gọi là búi tắc đấy. Búi tắc. Tại vì thiệt tình lúc Phật xuất ra là Phật có xuống tắc phải không thầy? Cắt tóc chứ không nói xuống. Vâng, cắt tóc là... Tại hồi đó thái tử thì tóc dài, dạ. Rồi cắt tóc đưa cho Sa Nạc đem trở về cho. Cái đó là có, chứ còn nói cạo thì tôi không, tôi nghĩ là thời đó đâu có dao bén như bây giờ cạo. Cắt cho nó gọn lại thì tôi nghĩ cái đó có. Đó, nhưng mà khi mà cái chuyện mà thời đệ tử Đức Phật cạo đầu là nó có rõ ràng là tại vì thứ nhất là các Dương Tôn công tử khi đi tu, đi tới ngang cái ông thợ cạo là lúc bây giờ là Ubali đó. Nhờ ông cạo tóc đi đằng cho đi tới gặp Phật. Thì Ubali, ngài luật sư Ubali lúc đó chưa là luật sư, lúc đó là còn là thợ cạo đó, mới hỏi chứ mấy ông cạo tóc đi đâu vậy. Nói tôi tới gặp ông Gautama Cù Đàm. Rồi cái hỏi ông có cái gì hay đó. Rồi bắt đầu mấy ông này mới nói thôi mày nghèo quá, mày thợ cạo đừng có hỏi mấy chuyện, lo kiếm tiền đi. Rồi mấy ông mới lột vàng lột này kia mấy ông cho. Thế thì ông Ubali ông cạo một nắm vậy nè. Ông mới suy nghĩ, ủa sao mấy ông này già già mà rất lộn, nó bỏ mình ra nghèo mà đâu có, mình đắm chi. Ông mới quăng luôn. Chạy theo nhưng mà ổng là tại vì ổng là đại tắc đó. Đến ngày trước. Tới trước. Như vậy có rồi. Thì cái chuyện cạo tóc là phải có. Bởi vì cái bài cạo tóc á thì nó là gọi là thế trừ tu phát, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Đó là thế từ tu phát là bằng cái cạo râu, cạo tóc. Cho nên đúng là tu là phải cạo râu chứ không có được để râu quá nha. Thế sao thấy nhờ thầy Tú Linh đẹp dâu? Thì bởi vậy cho nên qua bên Tàu, mà chính bên Tàu họ viết lại như vậy mà họ làm sai đó. Thế trừ tu phát, chữ tu là râu đàng hoàng, phát là tóc à. Không để cái gì nhắn gì không hết. Để gì hết. Rồi bên Nam Tiền là họ cạo từ trên tới dưới luôn á. Thế à? Cạo luôn chân mày, cạo luôn lông thằng nhỏ luôn, cạo hết á. Nếu mà tránh gốc nha. Còn bây giờ thì mấy ông nội giờ tôi biết sao à. Chứ tránh gốc Nam Truyền á, tôi nói đây là có quay phim quay hình á, cho nên mấy ông nào ngon cãi đi á. Tránh gốc là thời của ngài Narada, các cái ngài như các hòa thượng mà gọi là đại trưởng lão xưa đó, là các ngài rõ ràng đó, cạo từ trên tới dưới hết. Chân mày đồ cạo, hiện bây giờ có hòa thượng gì kìa ở bên chùa, bên tách xịt nè, cũng cạo chân mày, cạo hết. Ông cũng bên Nam Tông. Thầy mà sao mấy phim Tàu hòa thuật cứ là mà ông nào lông mày dài quá, quá mắt lại tim đấy nè, dài thon. Thì nó bởi dựng phía đó là dựng phía ảnh thôi. Chứ tu đâu có để đâu. Thế trừ tu phát, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, là cầu cho chúng sanh viễn ly là xa rời phiền não, để cứu cánh tịch diệt, đạt tới cái chỗ an vui. Chữ tịch diệt là niết bàn, là an vui, dịch ra là an vui. Là cạo râu tóc này, bởi vì người đời người ta nói là cái râu, cái tóc là gốc con người.
đó, ta nói thường thường ta kiểu đàn ông á gì đó, nhất nhất ngũ nhì rau tâm gì đó tùm lum đó, thành ra có những cái đó thì mới nói là thế, là trong đạo Phật á phải dẹp bỏ cái sắc đẹp. Rồi thời hồi hồi khi mà bên ni đi tu rồi đó, có mấy cô ni mà toàn là phi phi tư, vương phi rồi không đẹp quá đó, rồi cứ mấy ông công tử nó theo nó dè dặn, thì đi khất thực cứ theo dè dặn về trình lên Phật. Phật nó giống như Phật khuyên sao mới mới bả về tự động, chứ học Phật không có xúi việc đó nghe. Nhưng mà hủy hoại nhan sắc, nướng cái cây sắc nóng như ịt vô mặt vậy nè, ta vì đạo người ta không không có tiếc cái thân mệnh như vậy đó. Nó cho nên vậy đó mà có khi còn không vượt qua nổi, chứ đừng nói chi mình ngày nay trầy trầy trật trật, nó chửi năm ba câu cái máu sang thận nó nổi lên rồi. Ok, đây còn cao lên, thầy thầy uống nữa không? Dạ. Cái này thầy sao thầy cho nói chứ sao? Hả? Cái này thầy cho hả? Không thầy sao, kệ để hồi hám ăn, trời ơi, đồ của trời đâu không? Ra bụng hết á. Cái này không có gì bỏ hết, chừng nào ngày hôm qua còn vô cháo chua rồi kìa. Mà đằng này nó suy nghĩ nó thôi thay mình dắt chanh cũng vậy. Thì tôi nói nấu nó không cho thiệt là xôi. Rồi thay gì mình không dắt chanh. Thì không cho thiệt là xôi. Sợ nó đọc với thầy cái bao tử thầy chỉ. Chừng nào mà lên meo rồi để bỏ thôi, kệ đi. Thầy. Chứ sạch thì không đáng. Rồi bây giờ cái đó, đằng này gỡ hết cái mạng ở trên bỏ vậy thôi. Chứ cái gì cũng bỏ hết trơn sao? Thôi kệ đi, mình cứ mình trời đất cho mình ăn miếng ăn về quý rồi. Vậy chứ rồi đó mùa giáng đi cũng lượm toàn đồ thi ông ăn mà có cũng ông viết thơ bài nào bài nấy không? Cao thượng hết sức không? Giống như ông Đạo Bán Phai, cậu Hai Thanh Sĩ đều giống như mấy ông đó. Giả điên nghiêu ngao đụng đâu ăn đó mà có ông nào chết đâu. Thôi kệ thí đi, cái chừng nào nào lên móc mà mình ăn không được thì thôi, nhưng qua cháo nó chua. Con nói thầy nghe, thầy sống ở cái quốc độ nào đó, thầy quen ăn cái kiểu đó rồi, nó sạch sẽ quen rồi. Bây giờ tại đừng ăn đây mà thầy về Việt Nam thầy ăn, con nói chứ lỗi thầy dễ chảy đó. Xeo ngộ ăn á, thì đằng này kỹ lưỡng sạch sẽ, mà chính tôi nấu tôi ăn thì tôi cũng sợ. Mà tôi chỉ kỹ nhất cái bụi mà không biết làm sao chứ hết bụi. Mà sao ý là đóng kính mít vậy nè, mà hỏi ông á, mà đừng mang kiến cơ thôi, mang kiến vô cũng thấy bụi nữa. Mở mắt nó mà cũng có lý á, chứ mắt mà sáng quá nhìn tối ngày thấy bụi hoài. Cứ rồi chịu cũng không được. Lại phiền não rồi này. Phiền não. Để cho chó nó, để cái quang á. Để tôi làm nó không về đi. Dạ, con cảm ơn thầy.